Phía bên nhà hàng xóm có một rạp rất to lớn đã được dựng lên. Qua tìm hiểu nhiều nguồn tin mình mới biết, bên đó họ tổ chức sinh nhật cho một đứa cháu nhỏ trong gia đình vừa tròn 1 năm tuổi. Nghe nói họ mời số lượng bàn rất nhiều. Thế là mình cũng đã trực tiếp thâm nhập qua khu vực này để tìm hiểu. Trước mặt mình là một cái loa rất lớn dành để hát karaoke và nghe nhạc. Trong nó rất đồ sộ và sang trọng. Phía bên trong rạp rất rộng rãi và thoáng mát. Có một chồng ghế đỏ được sắp xếp rất cao. Những tấm màn che có màu xanh da trời trông thật huyền diệu. Khoảng 30 phút sau thì bàn ghế và thực phẩm cũng đã được mang đến. Lúc này trong rạp cũng bắt đầu trở nên chật hẹp và bận rộn. Rất nhiều công việc chuyên môn của bên tổ chức đã được diễn ra tại khu vực này. Những chiếc bong bóng xinh đẹp cùng với nhiều thứ khác cũng đã được mang đến đây. Nhiều tháng trước đây khi có tiệc tùng được tổ chức ở gần nhà thì mình cũng đã rất mừng rỡ như một đứa trẻ đã được cho bánh vì có thể được ăn cỗ và cùng bạn bè chè chén. Bên cạnh đó cũng được tiếp xúc với những người phụ nữ có nhan sắc dưới trung bình. Còn bây giờ thì mình đã bị chứng trướng bụng khó tiêu do căn bệnh viêm đại tràng gây ra. Từ đó mình đã sụt cân thê thảm và cảm thấy rất mệt mỏi. Nên vấn đề tiệc tùng bây giờ đối với mình chỉ là những câu chuyện buồn trong dĩ vãng mà thôi. Đây là một kênh YouTube giả mạo chuyên lấy video và hình ảnh của mình. Mong mọi người chung tay báo cáo giúp mình để trừ khử đi những hậu họa có thể xảy ra trong tương lai. Hơn 1 giờ sau thì đám tiệc thôi nôi cũng đã được khởi động. Phía bên trong rạp lúc này trở nên đông đúc chật chội và náo nhiệt lạ thường. Có rất nhiều trai thanh gái tú cũng đến dự bữa tiệc ngày hôm nay. Trong họ rất trẻ trung và tự tin với nhan sắc vốn có của mình. Rất nhiều người phụ nữ với nhan sắc tuyệt trần cũng đã chụp hình và quay phim chung với gia chủ, mục đích để phơi bày một nhan sắc trần tục của bản thân. Mong rằng một ngày nào đó căn bệnh quái ác này qua đi thì lúc đó việc chè chén cùng với bạn bè sẽ được mình nối lại ngay lập tức trong các đám tiệc đình đám và sang trọng như thế này. Từ đó việc tiếp cận và gần gũi với những người phụ nữ có nhan sắc dưới trung bình cũng trở nên dễ dàng và trác táng hơn.